Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đỉnh Audio. Video buổi tối ngày hôm nay là ngày 20 tháng 4 thì cửa của Xuân Đỉnh lại cập bến tiếp tục rất là nhiều những cái dòng loa karaoke kiêm nghe nhạc của hãng Pioneer đến từ Nhật Bản. Thứ nhất là dòng loa này thì không có hàng nhái, thứ hai là các bác là nó thiết kế 2 trong 1, vừa nghe nhạc, nghe bolero, nhạc vàng trữ tình, guitar không lời, hoặc các bác có thể nghe nhạc mạnh cũng được. Và để hát karaoke thì cực kỳ là tuyệt vời. Đây là thiết kế 2 trong 1 của hãng Pioneer. Thì hôm vừa rồi Xuân Đỉnh cũng có về khá là nhiều, nhưng cũng được các bác các nơi xa gần ủng hộ Xuân Đỉnh. Thì hôm nay Xuân Đỉnh tiếp tục được phục vụ các bác, thì hôm nay về còn nhiều hơn. Và tổng quan thì những cái cặp loa ngày hôm nay thì các bác có thể thấy rõ rằng là nó còn dính nguyên cả bụi, nhưng cứ khui ra thấy đẹp thì lại đăng lên để bán cho các bác. Nhưng vẫn cam kết với các bác là loa còn nguyên zin tuyệt đối. Hình thức góc cạnh thì tất nhiên nó đều là đồ cũ, đã qua sử dụng thì nó cũng có chảy xước, nhưng tổng quan thì nó rất là đẹp. Đấy. Hôm nay thì Xuân Đỉnh có đến 10 cặp Pioneer. Dòng này là dòng Pioneer V31. Thì cái dòng đuôi số 1 thì nó có V11, V21 và V31. Thì dòng V31 này nó có một cái đặc điểm rất là tuyệt vời cho các bác, đó là nó có trở kháng là 8 ohm. Đấy. Riêng cái phần trở kháng nó cũng rất là quan trọng, vì khi các bác phối ghép mà hai cặp loa cùng một lúc thì cái trở kháng 8 ohm này thì là những chiếc âm ly thông thường thì đều đánh khi đánh A cộng B thì này đều có trở kháng là 8 ohm. Đấy. Là cái nhất. Cái thứ hai là dòng loa V31 này thì nó có thiết kế là loa trái loa phải đối xứng nhau, cho nên là nhìn nó rất là đẹp, rất là sang trọng. Đấy là hai cái yếu tố cơ bản khi phân biệt với những dòng loa V21 và V11. V11 và V21 thì nó chỉ thiết kế là loa một vế thôi, còn riêng dòng V31 thì nó có thiết kế loa trái loa phải, thì các bác để cái chữ là Rye này. Đấy. Và bên này thì nó có chữ LED này. Đấy, tức là bên trái bên phải. Nên là đặc trưng riêng của những cái dòng V31 trở kháng 8 ohm. Giá thành thì rất là mềm mại. Với những cặp loa Pioneer V31 này thì cửa Xuân Đỉnh đang bán mức giá là 3.800.000 đồng một cặp. Đấy, nếu như mà bác nào mà quan tâm về những dòng loa hát karaoke thì đây là một trong những mẫu loa rất là tuyệt vời để phục vụ cho các bác vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Giá thành thì rất là rẻ. Còn với những cấu hình bát 20 như thế này thì Xuân Đỉnh tả chi tiết một chút, là giữa cái cấu hình bát 20 của dòng loa V31 này thì nó có cái hay đó là thứ nhất là nó là gân vải lụa. Đây, gân của nó là gân vải lụa màng giấy, tép giấy. Và cái hệ thống bên trong của cái loa V31 này nó khác so với những thương hiệu khác, đó là nó có một cái dơ le ngắt để bảo vệ cái loa check này. Khi mà quá tải thì nó sẽ có cái dơ le bên trong nó sẽ ngắt để cái loa check này nó không bị cháy. Và loa check này thì nó cũng thiết kế là đa hướng này. Đấy. Và xoay được. Đấy. Xoay được đa hướng. Tép của nó là tép giấy. Đấy, bát của nó là bát 20. Gân của nó là gân vải lụa màng giấy, nên là các bác nghe nhạc cũng như hát karaoke rất là tuyệt vời. Và ở cái tầm tiền 3.800.000 thì nói thật với các bác là để so sánh với những dòng loa bốt thì cái cặp bốt mà rẻ nhất thì cũng là bốt Serie 5, thì nó là mức khoảng 7 triệu hoặc là hơn 7 triệu tại các cửa hàng khác đang bán, khoảng tầm từ 7 triệu rưỡi trở lên. Thì các bác nên mua hai cặp loa Pioneer này. Nghe thì đảm bảo với các bác là tầm cỡ bốt Serie 2, Serie 5, Serie 4 thua xa khi đứng trực tiếp với hai cặp loa Pioneer như này. Đấy là cái điều rất là tuyệt vời mà các bác mua những sản phẩm gọi là ngon bổ rẻ. Còn quan điểm mà Xuân Đỉnh bán cho các bác thì cũng luôn luôn là tự hào vì mình không phải là những cái gì đó quá đắt tiền, nhưng ngược lại thì sẽ tìm cho các bác về những sản phẩm gọi là ngon bổ rẻ mà chất âm sẽ hay hơn cái tầm tiền các bác bỏ ra. Hoặc nếu như các bác chỉ là nghêu ngao gia đình gọi thỉnh thoảng thư giãn giải trí thì chỉ cần một cặp loa này thôi. Đấy là các bác cũng có thể hát được. Và nếu mà nó sang trọng hơn một chút thì các bác mua thêm một cái loa xúc điện nữa, thế là các bác sẽ chơi một cái bộ âm thanh là nghe nhạc cũng như hát hò tuyệt vời rồi. Đấy là thư giãn gia đình. Còn nếu mà chuyên môn một chút thì các bác nên mua hai cặp, thì các bác là hát hò cũng như nghe nhạc thì quá tuyệt vời luôn. Dòng V31 thì nó có kích thước là chiều ngang của nó là khoảng độ 45, chiều cao 27, thùng vuông góc cạnh, được bọc một lớp xi đầy cam, màu của nó thì nó là màu xám, nó không phải là màu đen.
Đấy, thùng góc cạnh vuông, căng cước thì nó cũng thiết kế là bên trái bên phải và nó có một cái chỉ bo viền thì nhìn nó rất là mềm mại, sang trọng và nó một cái tem Pioneer rất là to ở chính giữa. Đấy là cái căng khi mà đậy vào thì nó sẽ giống như thế này. Hôm nay thì về hơn chục cặp nhưng mà chiều nay thì các bác cũng đến mua hàng, các bác thấy Pioneer này nó chất lượng quá nên các bác cũng đã mua ủng hộ cả Xuân Đình rồi. Thì Xuân Đình cũng xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể các bác xa gần trên mọi miền Tổ quốc luôn luôn tin tưởng cũng như ủng hộ cả một Xuân Đình. Và trong video buổi tối ngày hôm nay là ngày 20 tháng 4 thì Xuân Đình giới thiệu cho các bác cũng như quay lên cho các bác là rất là nhiều những dòng Pioneer V31. Đấy, dòng cao nhất của đầu 1 cũng như chất lượng âm thanh và đặc biệt trở gán 8 ohm. Cấu hình của loa thì giá tiền cấu hình khủng nhưng giá tiền rất là mềm mại, chỉ có 3.800.000 đồng một cặp. Những sản phẩm này thì cả Xuân Đình đều ship toàn quốc. Mọi thông tin chi tiết cũng như số điện thoại các bác cứ liên hệ cho Xuân Đình 0395 727 582. Địa chỉ mua hàng là ngõ 42 đường Trần Cung, thành phố Hà Nội. Các bác cứ đến ngõ 42 alo một cái hoặc là các bác chỉ cần hỏi người xung quanh thì người ta đều biết cả một Xuân Đình. Vì Xuân Đình bán cũng khá là lâu rồi. Đấy. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của Xuân Đình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.